Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề, trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng thanh lý một chiếc âm ly đờn nông hàng bãi nội địa Nhật do chiếc này về bị chảy, mức giá thanh lý giảm 4 triệu. Và trong video này, Tiến Dũng cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là mẫu vang Gutin Brabus 5FX vừa cập nhật tại shop. Những mẫu vang này là những mẫu vang rất cao cấp trên thị trường, dòng vang cơ, chỉnh tay rất dễ sử dụng. Trong thời gian vừa qua thì hàng không về được do vận chuyển cũng như là do thiếu chip. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đờn nông PMA1500R. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, xoay ngang của nó là 43cm. Máy này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ UHC MOS độc quyền của thương hiệu đờn nông. Như quý vị và các bạn đều biết là với một con sò MOSFET thì có thể nó sẽ mạnh bằng từ 2 cho đến 3 con sò BJT thông thường. Ở đây Tiến Dũng đang mở phần nội thất ra để giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn về phần nội thất. Máy này sử dụng 2 tăng phô, 2 biến áp nguồn, 4 sò MOSFET, 2 miếng nhôm giải nhiệt, máy dày đặc linh kiện. Phía bên đây còn có một tăng phô nhỏ là nguồn cấp trước. Chiếc này hàng bãi nội địa Nhật vừa về tại shop. Đây là phía mặt sau của máy. Cái rắc kết nối còn sáng choang, vàng óng. Máy này sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W. Máy chơi được 2 cặp loa trở kháng từ 8 đến 16 ohm và chơi được 1 cặp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Chiếc này có ngõ re out. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa Bose, các dòng loa Squeenvega, các dòng loa Pioneer, JBL, bass 30cm đổ lại. Đây là phần vỏ của máy. Tất cả zin nguyên bản, Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng Nhật xịn. Phần vỏ của máy thì có bị cấn nhẹ ở đây. Và với mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 11 triệu 500. Mức giá làng con này khoảng 12 triệu. Chiếc này hàng về có bị chảy những chỗ sau đây. Ở đây có một vết chảy giống như sợi tóc vướng ở đây. Trên đây có một chấm chảy như hạt tấm. Và phần nút volume này cũng có chảy một chút. Tiến Dũng sẽ quay thật kỹ, thật chi tiết để quý vị và các bạn thấy được các lỗi này. Ở đây có một lỗi chảy rất nhỏ, chúng ta nhìn tinh mắt mới thấy. Ngoài các lỗi trên ra thì máy đang hoạt động bình thường. Tiến Dũng bao zin, bao đúng hàng bãi Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Chiếc này với mức giá thông thường là 11 triệu 500, Tiến Dũng sale giảm giá 4 triệu. Mức giá chỉ còn lại 7 triệu 500 ngàn. Tiến Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc, anh em có thể đặt cọc trước 1 triệu, nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thì anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Đàn ông 1500R, mức giá chỉ 7 triệu. Phía bên đây Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là mẫu vang Gutin Model Brabus 5FX. Đây là mẫu vang thế hệ mới nhất năm 2022, vừa cập nhật tại shop ngày hôm nay. Đây là một trong những chiếc vang hàng chính hãng có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Gutin Brabus 5FX thế hệ mới nhất. Đây là một chiếc vang số và được điều khiển bằng tay, anh em thường gọi là vang cơ. Tiếng của dòng này là rất hay, rất khó có đối thủ trên thị trường. Vang này là một thương hiệu Gutin, là một thương hiệu đến từ Đức với 28 năm kinh nghiệm, hàng chính hãng. Tiến Dũng đang mở nắp máy ra đây để có thể giới thiệu chi tiết về phần nội thất. Đây là giao diện phía mặt sau. Made in BRC, chiếc này hàng của Đức và sản xuất chính hãng tại Trung Quốc. Điện 220-240V. Cổng kết nối nguồn điện. Các rắc kết nối micro, ngõ kết nối center, nút chống hú, nút xuất tín hiệu ra dạng ba lăng, nút volume điều khiển xuất tín hiệu ra các cường độ mạnh yếu. Phía bên đây là các cổng kết nối ngõ vào như là cổng Music AUX, chúng ta có giải mã DC thì sẽ kết nối vào đây. Và với Gutin Brabus 5FX thế hệ mới nhất năm 2022 thì hãng có trang bị thêm một cổng Bluetooth và một cổng Optical. Tức là quý vị và các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Bluetooth của điện thoại hoặc kết nối trực tiếp từ cổng quang optical của TV Ethernet vào đây. Chúng ta có thể nghe nhạc và hát karaoke giải trí được luôn. Với những anh em cầu kỳ hơn thì chúng ta có thể mua những giải mã DC nhạc chất lượng cao.
Kết nối với giải mã DC, Bluetooth hoặc là Optical thì âm thanh sẽ tốt hơn nhiều so với các cổng kết nối Bluetooth được tích hợp trong những chiếc van kiểu như thế này. Đây là phần nội thất của van. Nội thất với dày đặc linh kiện. Đây là một nội thất có thể nói là dày đặc linh kiện nhất của các dòng van trên thị trường. Tất cả đều là những linh kiện này tốt. Ở đây hãng có trang bị là hai biến áp nguồn, hai tăng phô. Chiếc này với sử dụng nguồn điện của nó là khá nặng do hệ thống linh kiện dày đặc thế này, cho nên hãng đã trang bị là hai tăng phô, hai biến áp nguồn. Mạch xử lý tín hiệu số với chip xử lý tín hiệu là 48 bit DSB. Ở đây hãng có ghi rõ 48 bit DSB Pro Sexo Audio. Xử lý tín hiệu số 48 bit và được điều khiển bằng tay. Chúng ta có thể điều khiển rất dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể lắp đặt và điều khiển được. Gutin thế hệ mới nhất Brabus 5FX. Chúng ta đọc gọn từ lại là 5FX. Mức giá chính hãng trong thời gian tới sẽ là trên 4 triệu. Và trong video này Tiến Dũng cũng phục vụ quý vị và các bạn với một mức giá cực kỳ đặc biệt, chỉ 3.600.000 cho đợt hàng đầu tiên này. Ngày hôm nay Tiến Dũng về được 3 thùng hàng. Trong đợt hàng đầu tiên này Tiến Dũng phục vụ quý vị và các bạn với mức giá rất đặc biệt, chỉ 3.600.000. Và đặc biệt hơn nữa, Tiến Dũng sẽ dành ra một phần quà tặng, đó là một bộ dây ba lăng chuyển đổi ra AV. Trị giá món quà này là 500.000, dây Pro N của Ý xịn. Quý vị và các bạn sẽ nhận được âm thanh rất tốt với dây dẫn này. Trị giá món quà này là 500.000, quý vị và các bạn có thể tùy chọn giữa rắc ba lăng chuyển đổi ra bông sen để kết nối với âm ly hoặc ba lăng chuyển đổi ra ba lăng để kết nối với Man Power cục đẩy công suất. 3.600.000 cho chiếc vang Gutin chính hãng 5FX, bảo hành 12 tháng. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Với thủ tục mua hàng rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán trước 1 triệu hoặc chuyển khoản hết cho Tiến Dũng. Trong trường hợp quý vị và các bạn chuyển hết tiền một lượt, Tiến Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển. Phí vận chuyển của chiếc vang như thế này khoảng 100.000, của chiếc âm ly như 1.500R đi các tỉnh khoảng 200.000. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.